Trên mái nhà của một tòa nhà bỏ hoang, có một cô gái yếu đuối đang bị một nhóm người bắt nạt, cũng bởi vì cô không cùng họ bắt nạt người khác, bây giờ lại trở thành đối tượng hành hạ hàng đầu của họ. Cởi đồ của cô ta ra đi. Mau xé đồ của cô ta ra. Cầu xin mọi người, xin đừng cởi đồ của tôi. Bốp. Bọn tao cho phép mày nói chuyện rồi hả? Câm mồm. Ra tay đi. Bọn họ súm vào xé áo cô, người nắm áo, người nắm váy, cô càng khóc lóc cầu xin, bọn họ càng trở nên phấn khích. Họ còn dùng máy quay lại quay thành quả. Nào cười tươi nhìn vào ống kính đi, nếu không ảnh chụp ra không được đẹp đâu nha. Trong lúc tuyệt vọng cô đã nghĩ, lẽ nào kẻ yếu thế sinh ra phải bị bắt nạt sao? Thần Linh ơi! Xin ngài hãy cứu tôi. Lời kêu cứu của cô đã được Lam Anh nghe thấy. Lam Anh có bề ngoài xinh đẹp, đôi mắt có hai màu, chính là tôn chủ vận mệnh, chuyên đi giúp các cô gái yếu đuối nghịch thiên đổi mệnh. Lời cầu xin thần Phật phù hộ của người ta đã thụ lý rồi. Sau khi mọi chuyện thành công, ta muốn vật quý giá nhất của ngươi để làm quà tạ lễ. Trong lúc Lam Anh xuất hiện những người khác đều trở nên bất động. Cô gái đó nhìn Lam Anh tự hỏi, đây là thần tiên trong truyền thuyết sao? Rồi đồng ý với điều kiện của Lam Anh. Được rồi, thành giao nhé. Dứt lời Lam Anh bắt đầu thay thế vào linh hồn của cô gái đó. Sau khi chuyển đổi thì đôi mắt của cô gái lúc nãy cũng chuyển sang có hai màu. Cô gái kia không biết sự tình lại nắm lấy tóc nói, bảo mày nhìn vào ống kính cơ mà. Mày không nhìn vào sao chụp được cái mặt của mày. Một giây sau đã bị Lam Anh nắm lấy tay bẻ ngược ra sau. Rồi nhanh như chớp dành tặng cho mỗi một người trong nhóm đó, mỗi người một đấm, một đá, bốp bốp bịch bịch, chỉ vài giây ngắn ngủi cô đã hạ gục bọn họ. Lúc này cô gái lúc nãy quay phim, đang cầm cái điện thoại định chuồng đi thì bị Lâm Anh giữ lại. Đứng lại đó, các ngươi mau cởi hết quần áo ra, còn cô, tiếp tục quay video cho tôi. Không, không muốn đâu. Cầu xin cậu, tha cho bọn tớ đi, sau này bọn tớ không dám bắt nạt cậu nữa đâu. Vừa rồi lúc các ngươi cởi đồ của tôi, sao lại không nghĩ đến sẽ tha cho tôi? Cởi ra mau đi. Bé ngoan cười lên nhìn ống kính đi nếu không lát nữa ảnh chụp ra không đẹp đâu nha nếu như sau này các ngươi còn bắt nạt người khác nữa tôi sẽ đăng video này lên mạng cút đi vâng vâng bọn tớ không dám nữa bọn tớ sai rồi sau khi những người kia rời đi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ lam anh trả lại thể xác cho cô gái kia cảm ơn ngài ta không cần lời cảm ơn cô gái kia tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đây là di vật của mẹ tôi cũng là thứ mà tôi quý nhất lam anh nhận lấy rồi nói, chỉ biết ngấm ngầm chịu đựng chỉ khiến bạo lực càng quá đáng hơn thôi, lần sau còn gặp chuyện thế này nữa, thì báo cảnh sát đi. Ừm, sau này tôi nhất định sẽ không nhu nhược nữa đâu. Tại vận mệnh thần cung, mễ tu thấy cô liền nói, này, Lam Anh, ngươi và ta đều chỉ là sủng vật dưới trướng tôn chủ vận mệnh mà thôi, ngươi nhân lúc tôn chủ không có ở đây, mạo danh tôn chủ đi làm nhiệm vụ, không sợ tôn chủ phát hiện sẽ trách ngươi sao. Cô chỉ hứa một cái rồi nghĩ, chỉ cần ta lấy được đủ đồ vật quý trọng nhất, từ người được cứu giúp là có thể mãi mãi biến thành người, Ta muốn trở thành nữ đế có thực lực ngang với Tôn Thượng, và cùng ngày ấy bạc đầu giai lão. Sau khi trở về Lam Anh cũng biến trở lại thành hình dáng sủng vật của mình. Trở về còn chưa nóng cái đít thì nghe được lời cầu xin giúp đỡ. "Thần linh ơi, con và chồng con vẫn còn rất ân ái, nhưng lại có một tiểu tam cứ luôn quấy rầy vợ chồng con. Con nguyện dùng thứ quý giá nhất để đánh đổi, xin ngài giúp con đuổi cô ta đi được không?" Nhiệm vụ mới đến rồi. Lam Anh hào hứng nói, "Mau cho ta tài liệu của người đang cầu xin thần Phật. Mễ tu thời cơ đưa ra điều kiện 10 phần thức ăn mèo." đệt một tuần ta chỉ có 10 phần đồ ăn cho mèo ta cho ngươi vậy ta ăn gì mễ tu nhanh chóng tăng lên 20 phần lam anh bất lực nghĩ có lẽ không nên bất hòa cò kè mặc cả với hắn thì hơn nếu không thì lát nữa trở thành một năm đồ ăn cho mèo cũng dám lắm thành giao sau khi thành giao mễ tu cho biết người cầu nguyện thần linh tiếp theo 26 tuổi cùng chồng là lạc minh thành đi từ cuộc sống vợ chồng nghèo thành nhân vật có tiếng vì thế người cầu xin thần phật phù hộ hy sinh sự nghiệp của mình ở nhà làm phu nhân chỉ biết nội trợ nhưng cách đây không lâu nữ thư ký Lê Vân Vân cứ dán mắt vào chồng của người cầu nguyện. Ồ, là muốn xé xác tiểu tam sao? Thú vị nha. Được rồi, ta biết rồi, thức ăn cho mèo đổi thành 5 phần. Không phải đã nói chắc là 20 phần sao? Tư liệu về người cầu khẩn ta cũng đã biết, còn cho người 5 phần đồ ăn là không tệ rồi, huống hồ hồ sơ cá nhân của ngươi cũng đâu có giá trị gì dùng được đâu. Mễ tu liền sù lông, nữ nhân để tiện nhà ngươi, ta giết chết ngươi. Rồi rồi, mau chuẩn bị một chút rồi đi giúp người cầu khẩn hoàn thành tâm nguyện nào lúc này tại nhà của người đó tiểu tam được nhắc đến đã tìm đến cửa cô ta nói với người phụ nữ đang mang thai rằng tôi là bạn gái cả minh thành cô chính là vợ của minh thành à sao nhìn giả quá vậy bạn gái của minh thành tôi không tin minh thành sẽ làm chuyện có lỗi với tôi xin cô đi đi cô ta mặt dày nói cô đức hạnh như vậy thì mau ly hôn với minh thành đi đừng bám lấy anh ấy không buông nữa người vợ vẫn rất hết mực tin chồng mình kéo cô ta ra ngoài cô ta la lên bà tám chết tiệt cô làm tôi đau quá thả tay ra để tôi lấy chứng cứ cho cô xem. Ả à, ta mở tấm hình thân mật của bọn họ ra, thế này thì cô đã tin chưa? Người vợ bắt đầu sốc. Sao lại như vậy? Tại sao Minh Thành lại phản bội tôi? Vì muốn chắc chắn hơn người vợ đang mang bầu bước tới lấy điện thoại. Thì bị Ả à tiểu tam độc ác đó gáng chân, ngã nhào xuống đất. Cú ngã mạnh làm động đến thai nhi trong bụng. Người phụ nữ đó hết lòng cầu cứu, mau gọi 120 cứu con tôi, ha, cô chử việc dùng đứa con để trói buộc chồng mình, thì còn có bản lĩnh gì hả? Không bằng cứ chết đi cho xong. À ta nhẫn tâm vứt điện thoại ra cửa sổ, để mặt người phụ nữ đáng thương vùng vẫy trong vũng máu. "Đau quá, con của tôi." Sau đó người phụ nữ cũng được đưa đến bệnh viện, nhưng kỳ tích đã không xuất hiện, đứa bé đã không cứu được nữa, vì được đưa đến bệnh viện quá muộn, nên tử cung bị vỡ, sau này cũng không thể mang thai được nữa. Một người mẹ vừa mất con và bị mất đi cơ hội làm mẹ đến suốt đời, đã vậy người chồng sau khi biết lại nói với bác sĩ rằng: "Tôi còn có việc, bệnh viện các ngươi giúp tôi chăm sóc cô ấy đi." "Cô nghĩ, cha nam, anh tuyệt tình như thế sao?" Cha Nam vừa rời đi thì tiện nữ tìm đến, sao cô lại đến đây? Ả à, ta bước vào với dòng suy nghĩ, không ngờ sau khi con đàn bà này nằm viện, mấy ngày rồi Minh Thành cũng không tới thăm mình, nhưng bệnh viện đã nói sau này cô ta không còn khả năng sinh con nữa, đúng là trời giúp ta rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, xin hãy ra ngoài đi. Lạc phu nhân, xin cô đừng kích động như vậy mà, tôi nghe người ta nói sau khi xảy thai xong, mà tâm tình kích động sẽ bị trầm cảm đó. Cô không thể có con được nữa đã thảm lắm rồi, nếu lại bị trầm cảm, không phải là họa vô đơn, chí sao? Lạc phu nhân nghĩ, nếu không phải cô thấy chết không cứu, sao tôi phải chịu nỗi đau mất con chứ, khiến cả đời không thể mang thai. Lạc phu nhân, thân là một người phụ nữ nhưng lại không thể nào sinh con được, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu nhỉ? Không bằng chết cho xong luôn đi, cô thấy thế nào? Cô nhìn ả à ta mỉm cười, được thôi. À nghe vậy thì giật mình vì mục đích kích động lạc phu nhân đã không thành. Sau đó lạc phu nhân đứng dậy túm lấy tóc ả à ta, á, à, cô làm gì thế? Không phải cô muốn ép chết tôi, rồi nhân cơ hội leo lên chỗ của tôi sao? yên tâm, cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ kéo cô theo, để hai ta cùng làm bạn dưới hoàng tuyền. Nào nào nào, chúng ta cùng nhảy, cùng chết nhé. Không, không muốn, muốn chết tự cô chết đi, tôi không muốn chết đâu. Trong lúc ả à vùng vẫy vô tình cô chúng nữ chính, kết quả dở khóc dở cười, cả hai cùng nhau rơi xuống đất, cú tiếp đất cun ngầu, làm hai người giống quả cà chua bị đạp nát đỏ cả một vũng đất. Một giây sau làm anh thoát ly ra khỏi thân xác, mễ tu cũng thỏ đầu ra nói, ha, lần này đùa hơi lỗ rồi đó vốn chỉ muốn hù dọa lê vân vân để đuổi cô ta đi không ngờ khiến cái mạng nhỏ của người cầu khẩn cũng tạch luôn rồi chật để sửa chữa sai lầm cô bắt đầu lẩm nhẩm như ý như ý nghe theo tâm ý của ta phục bàn mễ tu tò mò hỏi này 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 ngươi đang đọc xả tinh khẩu quyết gì đấy làm sao ta biết được là lời thoại tác giả nghĩ ra mà ok ok cấm cải luôn ngay sau đó thời gian đã quay ngược lại không không muốn muốn chết tự cô chết đi tôi không muốn chết đâu cô dám quyến rũ chồng tôi chắc là đã chuẩn bị để phải trả giá rồi cô thật sự cho rằng làm tiểu tam dễ như vậy sao phải tôi không phủ nhận là tôi đã chủ động quyến rũ lạc tổng nhưng cô khẳng định chồng cô rất yêu cô sao anh ấy còn để ý đến cuộc hôn nhân của hai người chẳng qua là vì các người từng cùng chung hoạn nạn thôi anh ấy không đành lòng vứt bỏ cô đây căn bản không phải là yêu còn tôi nếu anh ấy thật sự không có cảm giác với tôi anh ấy có thể sa thải tôi ngay sau đêm chúng tôi phát sinh quan hệ mãi mãi không gặp tôi nữa như vậy tôi sẽ mất hết hy vọng và không quay lại quấy giày cô nữa, nhưng anh ấy đâu có làm thế. Nhờ đó có thể thấy, trong lòng anh ấy có tôi, Lạc Phu Nhân. Tôi nhất định không buông tay Minh Thành ra đâu, cô tử bỏ đi. Cô nhìn à ta nghĩ, chết tiệt, cứ tưởng là có thể không tiểu tam này ngay lập tức, về thần không cục báo tin nữa chứ. Xem ra phải ác chiến một hồi rồi, tự ngắm bản thân trong gương cô thở dài, cho dù đánh đuổi tiểu tam thì cũng phải trị phần ngọn nữa, cởi chuông phải tìm người buộc dây chuông. Sau khi rời khỏi bệnh viện Lâm Anh bắt đầu cho kế hoạch tuốt tát bản thân những món đồ cần thiết đã được cô tay sách nách mang mang về, vừa bước vào nhà cô nói, không phải chứ. Lạc Minh Thành này không phải là tổng giám đốc của công ty trong top 500 thế giới sao, lương một năm ít nhất cũng phải hơn 10 triệu chứ. Sao nhà lại nghèo thế này? Mễ Tu nói, ai bảo Lạc Minh Thành này có một bà vợ cần kiệm lo việc nhà chứ. Ha, cô gái này, tiết kiệm mọi thứ rồi cuối cùng để chuẩn bị cho tiểu tam. Cô nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy ghi anh đi công tác 15 ngày, cô nói, mình vừa xuất viện về nhà, tên khốn Lạc Minh Thành này lại đi công tác chỉ để lại một tờ giấy, viết không chủ ngữ vị ngữ, cũng không hỏi thăm mình tình hình cơ thể mình một câu, đúng là cha nam lạnh lùng mà. Xem ra tình cảm giữa vợ chồng bọn họ còn lâu mới ân ái, như lời người cầu nguyện nói nhiều. 15 ngày sau ở sân bay, người này là Lạc Minh Thành. Tiểu Lạc, tôi không ngờ lần đàm phán này lại thành công đến như vậy, tối nay tôi đã tổ chức tiệc ăn mừng, đến lúc đó cậu nhớ dẫn phu nhân cùng tham gia đó nha. Lạc Minh Thành ấp úng. Chuyện này, hắn nghĩ, bà vợ vừa thô vừa xấu như thế làm sao dám dẫn ra ngoài. Đến lúc đó lỡ như khiến chủ tịch tập đoàn Hữu Lộc chê cười thì sao thế? Không tiện à? Vợ của Minh Thành thuộc tuyết người cần kiệm lo việc nhà, hoàn toàn không phù hợp với môi trường tiệc tùng đâu. Bọn họ nghe thế liền rố lên cười ha ha ha, ha ha ha, Tiểu Tam cũng lên tiếng, "Ôi cha, lần trước Minh Thành dẫn vợ đến bữa tiệc, cô ấy bị hiểu nhầm là bà thím dọn dẹp đấy." Lạc Thành khó xử. "Cô ấy, cô ấy đúng là không thích hợp để tham gia môi trường như tiệc tùng." Lúc này cô từ xa bước lại gần, "Ôi, Minh Thành, anh đi công tác về rồi à? U là trời, xem ai này, cái nhan sắc cộng với cái gu thời trang rồ phát sinh nồ này, mờ lem quá đi mất. Minh Thành, vị đây là. Chào ngài, tôi là vợ của Minh Thành, Lam Anh. Ngài có phải là chủ tịch tập đoàn Hữu Lộc không? Phải. Đúng vậy. Đây thật sự là vợ của anh ấy à? Thay đổi cũng lớn quá đẹp thật đấy. Cô nở một nụ cười thiên thần ra nói, chồng tôi cũng thường hay nhắc đến tiên sinh với tôi, nói ngài phong thái hiên ngang, sự sự kiên quyết mạnh mẽ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ phi phàm, có thể gặp ngài đúng là vinh hạnh của tôi. Ha ha ha, Minh Thành à, vợ cậu đúng là nói chuyện khéo quá. Nhất định cậu phải dẫn vợ đến tiệc chúc mừng nhé. Cô ấy chắc chắn sẽ là tiêu điểm của mọi người. Tiệc chúc mừng của tôi nhất định cô ấy phải đến đấy. Minh Thành lắp bắp, dạ, dạ, hắn còn không dám tin người phụ nữ xinh đẹp trước mặt lại là vợ của mình. Được, cứ quyết định như thế nhé. Lạc phu nhân buổi tối gặp lại. Tiểu Tam thắc mắc, chết tiệt, mặt mày ngũ quan của cô ta đâu có gì thay đổi, sao đột nhiên khí chất và trạng thái lại thay đổi đến như vậy? Tình hình gì đây? Lam Ân tự tin tới khoác tay Minh Thành, chúng ta về nhà đi Minh Thành. Cô cười thầm, he 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 trò hay còn ở phía sau tiểu tam ngu xuẩn. Minh Thành hỏi, sao em lại mang theo hành lý, em muốn đi đâu à? Em nhân lúc anh đi công tác, đến Serbian du lịch, ai mà ngờ vừa xuống máy bay lại gặp anh. Đi Serbian, du lịch á? À? Ừ, đúng vậy đấy. Thực chất thì, cả khoảng thời gian ở đó cô không đi spa thì đi thẩm mỹ, yoga, còn tiêm làm đẹp nữa. Mới miễn cưỡng cứu vớt được bề ngoài của người cầu khẩn, đâu có phải đi du lịch vô ích ngay cả lần gặp gỡ tình cờ này cũng là cô sắp xếp đàn ông chính là bạn càng theo đuổi thì anh ta lại càng không coi bạn ra gì ồ vậy sao minh thành anh sao vậy từ lúc em gặp anh cứ thấy anh hơi là lạ đấy minh thành đỏ mặt hả bà xã à em sao em hơi khác lúc trước thế giống giống y như lúc anh mới quen em vậy vậy anh có thích bộ dạng này của em không ừm thích lắm là thích kinh khủng luôn ấy chúng ta mau mau về nhà rồi chuẩn bị tham gia tiệc tối của công ty đi nhé cô thầm mừng coi bộ lần lột xác này của mình thành công rồi. Đàn ông đều rất thực tế, bất luận là trước đây thích đến cỡ nào, một khi trải qua thử thách của năm tháng thì sự yêu thích sẽ không còn lại bao nhiêu. Một người đàn ông có lương tâm sẽ dựa vào tình thân dài lâu từ trước đến nay mà miễn cưỡng giữ vững cuộc hôn nhân này, giống Lạc Minh Thành, còn loại không có lương tâm ư, sẽ sớm bị người phụ nữ khác quyến rũ chạy mất. Buổi tối hôm đó, tại sảnh khách sạn Minh Thành nghĩ, sao vợ mình còn chưa đến nhỉ? Với dáng vẻ này Minh Thành thường xuyên nhận về những lời khen có cánh và anh ta cũng rất có hứng thú với điều này, cũng khó trách, dù sao Lạc Minh Thành chưa đến 20 tuổi đã học xong đại học, được tập đoàn top 500 thế giới đặc biệt mời về làm tổng giám đốc. Anh ta phát triển nhanh chóng, trong công việc anh ta cũng được coi như một truyền kỳ. Minh Thành, em đến rồi. Những người khác trông thấy cô đều suýt xoa, wow, cô gái đó là ai? Cô ấy xinh đẹp quá, đúng là một nữ thần đó nha. Lạc, Lạc Tổng, đây, đây chính là lệnh phu nhân sao? Phải, đây là bà xã của tôi, Lam Anh. Trời ơi, sao, sao lạc phu nhân lại xinh đẹp đến như vậy chứ? Chẳng trách bình thường không thấy lạc tổng dẫn phu nhân ra ngoài, thích giấu người đẹp trong lồng son ạ, à, không muốn cho vợ lộ mặt. Này, lạc tổng đúng là hẹp hòi quá nhé. Kim ốc tàng kiều cơ à? Minh Thành thích thú cô nghĩ. Có một người vợ xinh đẹp như mình ở đây, lòng hư vinh của lạc Minh Thành chắc thỏa mãn đến cực điểm rồi. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông, tất cả đều là vì chồng của người cầu xin thì không ngừng tiến bộ, còn người cầu xin thì cứ dậm chân mãi một chỗ cứ tiếp tục theo cái đà này, Lạc Minh Thành không bỏ rơi người cầu xin, cũng coi như anh ta có lương tâm. Bà xã, anh nhớ chúng ta ngoại trừ khiêu vũ ở trong trường, thì chưa từng cùng khiêu vũ ở ngoài, bây giờ, em đồng ý nhảy với anh một bản không? Đương nhiên ạ, à. sau đó cả hai cũng khiêu vũ, những người ở đó không ngừng trầm trồ, kỹ thuật nhảy của Lạc Phu Nhân đúng là tao nhã quá, nghe nói học lực của cô ấy cũng rất cao đó. Đúng đó, Lạc Phu Nhân trước khi kết hôn, cũng nhận được lời mời đặc biệt từ tập đoàn Hữu Lộc đấy cô ấy cũng vì muốn chăm sóc gia đình mới làm bà nội trợ phụ nữ có thể vĩ đại đến cỡ nào chứ bạch liên hoa đứng một bên cắn răng cắn lợi chết tiệt một bà già lớn tuổi chỉ ăn diện lên một chút đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm dành hết danh tiếng của mình rồi cô ta lấy tay kéo phần áo trước ngực xuống để phô trương vòng một rồi bước lại gần lạc minh thành lạc tổng em thấy từ lúc đi vào anh chưa ăn gì cả có cần em lấy gì đó cho anh không lam anh nhìn thấy thì cười thầm nhanh như vậy mà đã lên cơn ghen muốn giành giật đến không chịu được rồi hà thấp kém nhờ cô ta nhắc nhở Minh Thành mới nhớ. Minh Thành quay sang hỏi vợ, bà xã, em đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì đó không? Ừm, lấy cho em một miếng tiramisu nhé. Có ngay. Anh đi lấy liền đây. À bạch liên hoa liền quê sệ khi bị bơ đẹp. Bà xã, thấy thế nào, ngon chứ? Ừm, cũng không tệ lắm, lấy thêm cho em một miếng Napoleon nhé. Ok, bà xã. Được rồi mà, em no rồi. Ngon không bà xã, được phục vụ cho em là vinh hạnh của anh mà. Lam anh nhìn tiểu tam nghĩ, Lê Vân Vân, cô đúng là đồ ngu, nịnh nọt là nghề của ta rồi. Chồng tôi bị tôi sai khiến như người hầu như thế, mà cô không có phản ứng gì sao? Bà xã, anh vào nhà vệ sinh rửa tay một chút, em ở đây nghỉ ngơi đợi anh nhé. Được. Minh Thành vừa đi những người khác kéo đến tiếp chuyện. Ôi chao, Lạc phu nhân đúng là có phúc quá, chồng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền thì thôi đi, còn rất cưng chiều cô nữa, thật đúng là làm người ta ghen tị đấy. Ha ha, cũng tạm thôi mà. À trà xanh tâm cơ thấy Minh Thành rời đi liền bám đuôi, Minh Thành vừa bước chân vào nhà vệ sinh thì ả à ta từ ngoài bổ nhào vào ôm lấy. "Lạc tổng, hôm nay anh sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?" "Minh Thành khó chịu, không thoải mái gì chứ? Tôi rất ổn." "Lạc Minh Thành, có phải em làm sai gì không? Tại sao đột nhiên anh lại lạnh nhạt với em như vậy?" "Lê Vân Vân, có chuyện này cô nên nhớ cho kỹ, cô chỉ là thư ký của tôi mà thôi, quan hệ của chúng ta là cấp trên và cấp dưới, tôi cần phải có thái độ gì với cô? Lần trước là cô động tay động chân vào rượu, tôi chưa sa thải cô cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi." cô còn muốn tôi làm sao nữa? Phải, em biết, là em mặt dày bám lấy anh, là em đã yêu đơn phương, là em không có tự trọng, đều là do em chủ động. Nhưng, tối hôm anh đi công tác thì sao? Đêm đó em không bỏ thuốc vào rượu. Làm anh nghe thấy liền nghĩ, nửa tháng Lạc Minh Thành đi công tác, không cưỡng lại được sự cám dỗ của Lê Vân Vân, đã có quan hệ với cô ta. Xem ra anh ta thật sự đã rung động rồi. Minh Thành lạnh nhạt, đêm đó là do tôi uống quá nhiều rượu, nên mới phạm phải lỗi tất cả đàn ông đều phạm mà thôi bây giờ cô nói mấy chuyện này là đang muốn đe dọa tôi à cô ta vẫn cố chấp đâu có em đâu có đe dọa anh em yêu anh thật sự rất yêu anh minh thành lê vân vân tôi đã nói với cô tôi mãi mãi sẽ không thể nào ly hôn với bà xã tôi từ bỏ đi em biết anh rất có tinh thần trách nhiệm em biết anh yêu cô ấy nhưng mà từ đầu đến cuối em chưa từng có ý nghĩ thay thế vị trí đó em chỉ muốn lặng lẽ đi theo anh yêu anh những chuyện này cũng không thể được sao lam anh đứng một bên cười khinh bỉ ha 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 thật sự không muốn leo lên chỗ của tôi Vậy mấy lần đến nhà khiêu khích là rảnh rỗi quá nên kiếm việc làm à? Tiểu Tam trên đời này đều thích nói một câu thoại duy nhất, đó chính là em không hề nghĩ sẽ leo lên vị trí của vợ anh. Kế đó sau khi con mồi đã từ từ mắc câu, cô ta sẽ bắt đầu lộ nguyên hình. Minh Thành, còn nhớ đêm đó không? Anh ôm em thật chặt, một mặt thì hôn em, mặt khác thì vuốt ve cơ thể em. Đủ rồi, đừng, đừng nhắc về chuyện đêm đó nữa, tôi quay vào trước đây. Lê vẫn vân ra tay đúng là vừa độc vừa chuẩn xác. Nói về sự phong lưu của bọn họ một cách chân cháo không hề ngượng có thể đánh thức được dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông. Một đôi cẩu nam nữ, xem ta trừng trị từng người trong các ngươi. Lúc này Lam Anh bước lại gần, ủa, wow. lạc phu nhân trùng hợp thẹ. Lam Anh nghĩ, trùng hợp, trùng hợp con mẹ nhà cô ấy, bà đây vừa mới giúp tim lạc minh thành ổn định lại một chút, tiện nhân này đã tới chào hàng đi chết đi. Lam Anh tự tin nói, cô biết không, kể cả cô có kéo váy thấp hơn nữa, lộ nhiều da thịt hơn nữa, tiểu tam suy cho cùng vẫn là tiểu tam, cũng không thể bay lên cành cao làm phượng hoàng được đâu. Tôi lại không cảm thấy như vậy, bây giờ tôi rất tự tin có thể nắm bắt được Minh Thành. Ha ha ha, tôi thật sự không hiểu cô lấy đâu ra sự tự tin này đấy, là dáng cô đẹp hơn tôi, hay là học thức cao hơn tôi, hay là dung mạo xinh đẹp hơn tôi. Tôi nghĩ, ưu điểm duy nhất của cô chắc là sự mới mẻ nhỉ. Nhưng cô hãy nhớ cho kỹ, thứ mới mẻ cũng có ngày hết hạn. Cô, được, hai ta cùng chờ xem. Nói rồi à ta giơ tay lên định tự vào mặt mình, thì bị Lâm Anh cẳng lại. Làm gì thế? Muốn tự đánh mình, rồi sau đó chạy đến gặp chồng tôi khóc lóc kể lể là tôi đánh cô sao? sau đó khiến chồng tôi thông cảm với cô. Rồi lại đi theo chồng tôi hôm mưa gọi gió à? À ta giật mình. Chết tiệt, bị cô ta nhìn thấu hết rồi. Nếu thế, thì cô đừng tự đánh mình, tôi sợ là cô ra tay quá nhẹ. Làm anh cô tay hất bể cái bình bên cạnh, hay là để tôi đích thân làm cho. Rồi tiện thể nhặt lấy một mảnh vở, xoẹt một đường trên mặt à ta, á, à, mặt của tôi. Đau quá. Nhớ kỹ, để lộ dã tâm của mình ra bên ngoài quá mức, thật ra đã thua rồi. Lúc này đám đông cùng Lạc Minh Thành kéo đến, đã xảy ra chuyện gì vậy? bà xã em không sao chứ em không sao chỉ là không biết tại sao thư ký này của anh lại tự dưng đẩy em một cái làm tay em đụng vào bình hoa khiến mảnh vỡ bắn ra là mặt cô ấy bị thương mất rồi hay là anh xem thử xem cô ấy có sao không đi không phải đâu không phải như thế minh thành một chút cũng không muốn nghe đủ rồi đấy lê vân vân không phải cô nói sẽ không phá hoại gia đình tôi sao nhưng tại sao lại muốn làm bà xã tôi bị thương tôi nhắc lại lần nữa giữa chúng ta mãi mãi không thể nào cô cút ngay cho tôi ngay lập tức đúng là tự lấy đá đạp vào chân mình, mọi việc đều nằm trong tính toán của Lam Anh. Trước tiên là Lê Vân Vân biểu lộ mục đích của mình với Lạc Minh Thành. Từng có một lập trường là người bị thương sẽ là Lạc Phu Nhân. Nhưng trong mắt Lạc Minh Thành ta chẳng qua chỉ là một người vợ hiền lành cái gì, cũng không biết mà thôi. À ta nhấn ngầm, đúng là giết người giết luôn mọi hy vọng. À ta tức tối ôm mặt rời đi. Ánh mắt Lạc Minh Thành đầy thương xót, bà xã, tay em chảy nhiều máu quá, anh đưa em đến bệnh viện nhé. Được. Ngay sau đó, không phải bác sĩ nói vết thương của em chỉ khâu mấy mũi là ổn rồi sao? Anh còn muốn em nằm lại bệnh viện làm gì? Lạc Thành nói, lỡ đâu em còn bị va phải chỗ khác thì sao? Đây là bệnh viện tư tốt nhất anh tìm cho em đấy, vẫn nên kiểm tra kỹ lưỡng chút thì hơn. Anh cởi áo làm gì vậy? Đã trễ đến thế này rồi, anh không về nhà à? Mai còn phải đi làm nữa mà. Anh không về? Bà xã, lần trước em xảy thai nằm viện, anh biết tâm trạng của em không được tốt. Lúc đó tâm trạng của anh cũng rất tệ, hơn nữa vì phải đi công tác nên anh không thể ở bên cạnh em. Xin em tha thứ cho anh nhé. Lần này coi như là bù đắp đi, anh muốn ở cạnh chăm sóc em. Được rồi. Ngày hôm sau, Lam Anh vừa cắm hoa vừa hát, Mễ Tu thấy vậy nói, tự tặng hoa cho mình mà cũng vui vẻ đến vậy sao? Ai cần ngươi quan tâm. Lúc này Minh Thành mở cửa bước vào. Bà xã, hôm nay bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói em không sao, anh thấy chưa, đều là anh chuyện bé xé to đúng chứ? Phải rồi, cô thư ký bị cắt trúng mặt của anh thế nào rồi? Không biết, không cần quan tâm đến cô ta, bà xã sao lại có bó hoa hồng đỏ ở đây vậy? Là ai tặng thế? Lúc em đến ơn du lịch có quen với một anh bạn, anh ấy gửi đến để hỏi thăm em. Ồ, oh, sao một người đàn ông lại tặng hoa hồng cho vợ của người khác chứ? Cô nghĩ, nhất định phải tặng hoa hồng, nếu không như vậy anh đâu thấy có áp lực. Nếu phụ nữ khiến người đàn ông thấy không hề lo lắng, người đàn ông này sẽ đánh mất sự cạnh tranh trong lòng, cũng sẽ không thấy coi trọng phụ nữ. Lạc Minh Thành nhìn Mễ Tu nói, gần đây lúc nào anh cũng thấy em mang theo con mèo này, em nhặt được nó ở đâu vậy? Mèo đen là thứ không tốt lành, mau vứt nó đi đi. Vèo, ra ngoài cho tao. Mễ tu cứ như thế bị ném ra ngoài. Lam Anh cười thầm, tên khốn đó lòng tự ái cao đến như vậy, bị Lạc Minh Thành nói mấy câu đấy chắc tức đến hộc máu ấy nhỉ. Ha ha ha, như cô nói vì tức giận mà mễ tu biến thành hình người bước vào. Hay baby, baby nhận được hoa hồng của anh chưa? Lạc Minh Thành thấy cảnh này tức tối ra mặt. Bà xã anh ta là ai? Làm gì có ai vừa mới đến đó ôm vợ của người khác như vậy? Anh, anh ấy là bạn của em. Này, Ngươi đang làm gì thế? Đương nhiên là dạy dỗ tên Lạc Minh thành đần độn này rồi. Dám nói ta là thứ xui xẻo. Anh baby, đây là chồng của em à? Trông có hơi thấp kém đấy nhỉ? Nghi lễ xã giao của người trẻ tuổi mà cũng không chấp nhận nổi sao? Đúng là cổ lỗ sĩ. Cậu nói ai cổ lỗ sĩ hả? Lẽ nào anh không phải thế à? Anh nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới đi, cả người đều tỏa ra sự quê mùa, có chỗ nào xứng với anh chứ? Thật không hiểu sao làm anh lại tìm một người trông như dễ chuỗi làm chồng cơ chứ? Lúc này Bạch Liên Hoa gọi tới minh thành đi ra ngoài bà xã anh ra ngoài nghe điện thoại một chút đã nhé lam anh nói ngươi đúng là quá hẹp hòi rồi đấy cùng lắm người ta chỉ tùy tiện nói câu mèo đen không may mắn thì người đã hóa thành người chạy đến trả thù người ta rồi ta chưa đánh hắn đã coi như không tệ rồi ta ghét nhất người ta nói ta không may mắn ha a nhưng mà cũng tốt lần này hoa hồng xem như đã có chủ rồi cho lạc minh thành chút áp lực thực tế thì càng trực quan hơn ngươi làm vậy cũng coi như đã trá hình giúp ta một tay rồi vừa bắt máy lên đầu dây bên kia nói alo là lạc tổng phải không tôi là bạn của lê vân vân anh có thể đến nhà vân vân một chuyến không bây giờ cô ấy đang làm loạn lên đòi tự sát anh khuyên cô ấy một chút đi cái gì bây giờ tôi không có thời gian lạc tổng mặc dù tôi không biết giữa anh và vân vân đã xảy ra chuyện gì nhưng vân vân thường hay nhắc đến anh với tôi tôi có thể cảm nhận được cô ấy rất yêu anh e là chỉ có anh mới khuyên được cô ấy thôi cô ấy mấy hôm nay cứ đòi nhảy lầu cắt cổ tay anh nể tình cô ấy từng say mê anh đến khuyên cô ấy đi lạc minh thành đau đầu được, tôi biết rồi tôi đến ngay đây. Quay trở lại Minh Thành nói, bà xã, anh phải về đây, cậu bạn của em đâu rồi? Cậu ấy có việc, nên về trước rồi. Bà xã công ty anh có chút việc gấp, anh quay về đó xem thử nhé. Ừ, tại nhà Lê Vân Vân, Lạc Tổng, tiếp theo trông cậy vào anh nhé, tôi đi trước đây. Minh Thành ngồi xuống hỏi, cô muốn làm gì thế? Không, em không muốn gì cả, em chỉ cảm thấy mệt, rất mệt mỏi. Thật sự em không hiểu, rõ ràng anh đã có vợ, có gia đình, nhưng em lại yêu anh đến không còn thuốc chữa. Em đã từng tự nhủ với bản thân rất nhiều lần là phải buông tay, buông tay, buông tay. Nhưng em không làm được, chỉ cần em nhìn thấy anh, tim lại đập liên hồi. Vì thế, mới bị tình yêu làm cho mù quáng, để xảy ra chuyện bỏ thuốc vào rượu của anh, em cũng rất hối hận, cảm thấy mình thật vô liêm sỉ và hèn hạ. Cứ tưởng chỉ như vậy là có thể làm anh yêu em dù chỉ một chút, nhưng em sai rồi, có lẽ ở trong mắt anh em chỉ là một tiện nhân, không từ thủ đoạn nào mà thôi. Bất ngờ cô ta cua lấy con dao để dưới gối ra để trước cổ, em thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa chi bằng cứ để em chết đi cho rồi rồi sẽ quên được tất cả những cảnh này cam anh đều được chứng kiến cô nói lê vân vân còn chưa chịu dừng tay nữa này ngay cả một khóc hai làm loạn ba treo cổ đều đã vận dụng hết rồi kiểu chiêu thức này đối với đàn ông có đôi tại yếu đuối mà nói đúng là dùng một phát trúng đích lạc minh thành đè cô ta xuống đủ rồi dừng tay anh đừng cản em để cho em chết để cho em chết đi minh thành tại sao anh lại không muốn em chết anh cũng đau lòng vì em phải không bây giờ em không có đòi hỏi gì cả chỉ muốn anh ôm em một cái không, không phải, cô tỉnh táo lại đi. Cô ta khóc lóc, ôm em một cái đi được không? Cũng chỉ là một cái ôm thôi mà. Lạc Minh Thành để làm dịu cô ta đành cứ thế ôm lấy. Ấm áp quá. Nếu anh có thể ôm em cả đời thế này thì tuyệt quá rồi. Được vài giây Lạc Minh Thành ngồi dậy. Đủ rồi. Minh Thành chỉ một lần, chỉ một lần này thôi, em đảm bảo sẽ không có ai biết đâu. Cô ta bắt đầu vân vê quyến rũ, cho em một lần nữa được không? Mễ Tu hỏi, ngươi không ngăn cản à? Cản? Ta cản được con người anh ta? có thể cản được trái tim anh ta sao cái gọi là vợ không bằng thiếp thiếp không bằng vụ trộm vụ trộm càng không bằng vụ trộm không được ta càng ngăn cản lạc minh thành và lê vân vân gặp mặt thì bọn họ lại càng không từ bỏ được ý định ta cứ để cho bọn họ vụ trộm cho đã đi thinh cực tất suy vào thời điểm lê vân vân và lạc minh thành điên cuồng nhất chính là lúc bọn họ bị tiêu diệt ba ngày sau bà xã anh cảm thấy gần đây em càng ngày càng xinh đẹp đấy hơn nữa hình như tâm trạng cũng rất tốt nhỉ đúng thế lúc trước vì chăm sóc cho gia đình em cả ngày ở nhà một mình khó tránh buồn chán, nhưng gần đây em quen biết rất nhiều bạn bè, có bọn họ giúp em đỡ chán, quả thật em không còn buồn bực nữa. Vậy à, hắn nghĩ, không phải là cái người đã gặp ở bệnh viện chứ. Bây giờ cô ấy trở nên rất xinh đẹp, nhưng nếu có thể giống như trước an phận ở nhà chăm sóc mình thì tốt hơn. Đang ăn cơm thì trà xanh nhắn tin đến. Cục cưng, anh thấy em mặc bộ nào để tối đi chơi với anh thì đẹp. Hắn dép, em không mặc gì là đẹp nhất. Đúng là đi đôi với tiện nữ lú nào cũng có cha nam hắn đưa mắt nhìn sang lam anh nghĩ hiện tại bà xã mình đẹp như vậy nếu mặc bộ quần áo trong lẳng lơ thế này thì nghĩ vậy hắn liền đưa điện thoại lên tưởng tượng chắc là sẽ rất kích thích nhỉ lam anh cười thầm đàn ông quả nhiên đều là đã yêu người này lại thích nhòm ngó người khác xem phụ nữ như trò chơi nếu đã không tôn trọng ta như vậy ta sẽ không để ngươi được ăn ngon đâu mễ tu hỏi cô lạc minh thành ăn một bữa cơm cũng không đàng hoàng ba tháng này hắn đã vụng trộm với tiểu tam không ít rốt cuộc là ngươi làm được không đó hứ ngươi thì biết cái gì ta là đang lạt mềm buộc chặt Lê Vân Vân nhắn, tình yêu, tối nay chúng ta đến quán ba ảo mộng chơi đi nhé. Sau khi chốt địa điểm hẹn hò xong hắn ngước mặt lên nói, bà xã, tối nay anh không, chưa kịp dứt lời thì làm Anh ngắt ngang, ông xã, tối nay em không về nhà, anh không cần phải đợi em đâu nhé. Hắn nghe vậy liền hốt hoảng, gì chứ, không về nhà á, à? bà xã, anh biết là gần đây anh có hơi lạnh nhạt với em, để em ở nhà một mình nên buồn chán, nhưng cả đêm không về nhà thì hình như có vẻ hơi quá rồi đấy. Em chỉ đi hát và ăn đêm với bạn thôi mà. Đâu phải đi làm chuyện gì mà không cho người khác biết được, có gì mà quá đáng đâu. Thế này đi, tối nay anh đi với em, đi cùng em. Như vậy có hơi không hợp lắm. Có gì mà không thích hợp, bạn của em cũng là bạn của anh, huống hồ, anh cũng biết được thời gian này em chơi với ai, cũng yên tâm hơn mà. Ha ha ha, trong xương tủy đàn ông đều mang tư duy chủ nghĩa độc đoán của một đại nam tử. Cho dù đàn ông ở ngoài quấn lấy tiểu tam không trong sạch, nhưng lại nhất định yêu cầu vợ mình phải giữ thân như ngọc. Công bằng ở đâu chứ? Nói rồi hắn cầm lấy bát cơm ăn cơm, ăn cơm đi rồi chúng ta cùng đi hát. Em ăn xong rồi, đi thay quần áo trước đây. Cô nhìn thái độ của hắn mà cười thầm. Thả lưới 3 tháng, cũng đến lúc thu hoạch rồi. Vừa vào phòng cô đã gọi thổ địa. Thổ địa xuất hiện nói giọng than phiền, ha, ta nói này tiểu lam anh, mỗi ngày ta đều phải ngủ đủ 20 canh giờ đấy. Người đã quấy rối ta nghỉ ngơi nghiêm trọng, có biết không vậy? Ha ha ha, còn không phải tại ta thấy ngày nào người cũng rất buồn chán à? Muốn mời ngươi và các huynh đệ tứ hải bát hoang cùng đi hát vài bài thôi mà. Đôi mắt thổ địa sáng dở, Thế à, vậy người hôn ta một cái đi, thì ta sẽ giúp ngươi." Lam Anh vội vàng né tránh, cái tên này nhìn mặt thì đẹp trai mà lại rất tục tĩu, thật đúng là mãi mãi cũng không thay đổi được bản tính thô tục của hắn. "Hừ, nếu ngươi không đi, thì ngày nào ta cũng đến làm loạn trước cửa phủ của ngươi, khiến người ngủ không ngon đấy." "Rồi rồi, ta đi, đúng là không cách nào gây khó dễ với ngươi mà." Một lúc sau ngồi trên xe cô nghĩ, hiện tại phần lớn thời gian anh ta đều đi theo mình, chắc chắn là Lê Vân Vân rất khó chịu, mới gọi điện thoại liên tục cho anh ta như thế. "Hừ, đồ đần độn. Cô quay sang nói, điện thoại của anh reo liên tục, không nghe à? Nói không chừng là có chuyện gì gấp thì sao? Lê Vân Vân nhắn tin hối, tình yêu em đã đến quán ba ảo mộng chờ anh rồi này. Anh mau đến đi. Hắn trả lời, đừng gọi cho anh, tối nay anh phải đi cùng bà xã. Rồi quay sang nói, là chuyện trong công ty thôi, anh đã từ chối rồi, dù thế nào đi cùng bà xã vẫn là quan trọng nhất. Ghét ghê, anh đúng là càng ngày càng dẻo miệng đấy. Cạch, làm anh dừng xe trước quán ba ảo mộng, lạc minh tái xanh mặt, ba ảo mộng, đây không phải là chỗ Lê Vân Vân hẹn gặp mình sao? Ủa bà xã, không phải em nói sẽ đi hát à? Sao lại đến quán ba vậy? Phải đó, chỗ này cũng hát được mà, anh không biết à? Chuyện này, hay là em vào trước đi, anh vẫn không yên tâm về chuyện ở công ty, để anh đến công ty xem chút xem sao. Không phải đi cùng bà xã là chuyện quan trọng nhất sao? Bây giờ Tiểu Tam và vợ ở cùng một chỗ, đần người ra rồi hả? Vậy anh mau đến công ty giải quyết công việc đi, em chơi với bạn một mình cũng được, bye. Mễ Tu và Thổ Địa cũng đã đứng đó chờ cô cuối cùng em cũng đến rồi. Ừm, lỗi nhé, đợi lâu rồi à? Không phải em nói tối nay chồng em sẽ đi cùng sao? Sao không thấy cậu ta đâu? À, công ty anh ấy có chút việc gấp, phải đi giải quyết. Vậy thì tốt, chồng em không đến thì chúng ta càng chơi thoải mái hơn nhỉ? Minh Thanh nghe vậy liền lạnh người, gì mà chồng em không đến chúng ta càng chơi thoải mái? Các ngươi muốn làm gì? Vào trong xe hắn tức tối đập bộp bộp vào vô lăng. Xe chạy được một lúc thì Lạc Minh Thành nóng lòng quay lại. Đang hậm hực thì nhận được cuộc gọi của Lê Vân Vân, không phải tôi đã nói hôm nay cô đừng gọi cho tôi sao? Minh Thành, anh sao vậy? Làm gì mà tức giận thế? Bây giờ tôi có việc gấp ở công ty, phải đi xử lý, cô cũng đừng ở lại ba ảo mộng nữa, mau rời khỏi đó đi. Nói rồi anh ta tắt máy, hả? Tình hình gì đây? Coi bộ mọi chuyện hẳn là không đơn giản như anh ấy nói. Còn về Lam Anh thì vẫn đang vui vẻ sập sình cùng với bạn của mình. Được một lúc Mễ Tu nói, nhân vật mục tiêu hiện đang gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Wood. Sau khi được chỉ điểm cô một mình đi thẳng vào nhà vệ sinh lúc này lê vân vân cũng từ bên trong đi ra là cô ta thì ra vợ anh ấy cũng đến đây vì mình mà anh ấy không thể đến nên mới nổi giận với mình ồ lạc phu nhân thật là trùng hợp quá nhỉ minh thành đâu sao không thấy anh ấy đến cùng cô thế công ty anh ấy có việc nên quay về rồi công ty có việc ha 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 tôi còn tưởng là cô rất thông minh cơ đấy không ngờ cô còn ngu ngốc đến vậy ngay cả lạc minh thành đang nói dối mà cũng nhìn không ra à để tôi nói thật cho cô biết nhé là vì tôi ở đây nên minh thành mới phải đi còn lý do không cần tôi nói nhiều nhỉ lam anh cười thầm ha đúng là không biết ai ngu nữa nếu cô không ở đây thì tôi đâu có đến lạc phu nhân tôi có một bí mật muốn nói cho cô biết chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện nào vào một căn phòng cô ta ngồi bịch xuống nói lạc phu nhân dạo gần đây minh thành hay đi sớm về muộn có phải lý do anh ấy nói với cô là công ty rất bận đúng không nhưng thật ra công ty bọn tôi không hề bận rộn chút nào cả anh ấy chỉ bận thân mật với tôi mà thôi ở mọi nơi trong công ty anh ấy đều hôn tôi gọi tôi là cục cưng tôi tin là mấy lời này anh ấy chưa từng nói với cô đâu nhỉ lam anh trầm tư cô ta cố ý nói ra mấy câu không có liêm sỉ này cũng không phải vì cô ta không biết xấu hổ mà là giết người giết cả tâm trí muốn mượn việc này kích động đả kích người vợ mà thôi à nói tiếp nếu như nói lúc bắt đầu là tôi dùng thủ đoạn hèn hạ để quyến rũ anh ấy thì đến hiện tại chồng cô đã không thể rời xa tôi cô có thể nói tôi lẳng lơ cũng có thể nói tôi hèn hạ nhưng sự thật là tôi đã hoàn toàn có được minh thành rồi cô ra giá đi bao nhiêu tiền cô mới đồng ý ly hôn với anh ấy ra giá. Cô khiến tôi con cũng không còn, lại hại tôi mãi mãi không thể có thai. Món nợ này, cô cảm thấy nên tính thế nào đây? Con của cô không còn là tại mạng cô không tốt, trách được ai chứ? Nếu không phải tại hôm đó cô đến nhà khiêu khích tôi, còn cố ý ngáng chân tôi, lại còn ném điện thoại của tôi đi, khiến tôi được cấp cứu quá muộn, tôi sẽ rơi vào kết cục này sao? Ha ha đáng đời. Nhiều phụ nữ mang thai cũng ngã, sao chỉ có mỗi cô là ngã mất con? Chỉ cô mãi mãi không thể có thai, còn không phải là tại cô bạc phước đấy sao? Bốp, Minh Thành từ ngoài nghe được cuộc nói chuyện của hai người, liền xông vào ban cho cô ta một cú đấm nhớ đời. Nằm dưới đất cô ta ôm mặt nói lắp bắp, Minh, Minh Thành. Lạc Minh Thành máu dồn lên tới não, Lê Vân Vân. Miệng cô lúc nào cũng nói sẽ không phá hoại gia đình tôi, không ngờ từ lâu cô đã quấy rối vợ tôi, còn hại chết con tôi. Cô đúng là quá độc ác nham hiểm. Minh, Minh Thành, anh nghe em nói đã. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Cô ta nhào tới thì bị hắn hất ra, đủ rồi. Gương mặt đầy tội lỗi nhìn Lam Anh, bà xã xin lỗi, là trong lúc nhất thời hồ đồ nên anh mới làm ra chuyện có lỗi với em. Anh thật sự không biết bộ mặt thật của Lê Vân Vân lại ghê tởm như vậy. Nếu em đã biết hết tất cả, sao lại không nói cho anh biết? Em không nói, là vì em yêu anh, em tin anh có thể xử lý tốt chuyện giữa anh và Lê Vân Vân. Nhưng bây giờ xem ra, là em đã sai rồi. Lam Anh gạt nước mắt rồi quay người rời đi. Bà xã, bà xã, Minh Thành. Bây giờ vợ anh đã biết chuyện của chúng ta rồi, và lại cô ta cũng không thể sinh con cho anh. Chỉ bằng anh nhân cơ hội này ly hôn với cô ta đi, chúng ta kết hôn nhé em có thể sinh con cho anh, chúng ta sống hạnh phúc với nhau, có được không? Minh Thành hất cô ta ra, cô cút ngay cho tôi. Lê Vân Vân, tôi không phủ nhận tôi đã động lòng với cô, nhưng chuyện đó chẳng qua là bị dục vọng che mờ mắt mà thôi. Cho dù vợ tôi không thể sinh con thì đã sao? Ở trong lòng tôi, cả đời này cô cũng đừng hòng thay thế được vị trí của cô ấy, tôi mãi mãi không thể ở bên cô. Lúc này cô ta mới nghĩ lại những gì Lam Anh đã nói trước kia. Cô biết không, cho dù cô kéo váy thấp hơn, lộ nhiều da thịt hơn nữa, tiểu tam cuối cùng vẫn là tiểu tam, mãi mãi không thể bay lên cây làm phượng hoàng đâu tôi thật sự muốn biết cô lấy đâu ra sự tự tin này là dáng cô đẹp hơn tôi hay là học thức cao hơn tôi hay là dụng mạo xinh đẹp hơn tôi tôi nghĩ ưu điểm duy nhất của cô là sự mới mẻ thôi nhỉ nhưng cô nhớ cho kỹ đồ mới cũng có ngày hết hạn sử dụng đợi đến lúc đó đám đàn ông sẽ vứt bỏ cô như đồ phế thải thôi hài lòng với những gì đang diễn ra lam anh nói ha chó cắn chó miệng toàn lông có chuyện gì sảng khoái hơn được nhìn chồng mình chính tay làm bẻ mặt tiểu tam đâu chứ Mễ Tu hỏi, ngươi chắc chắn là Lê Vân Vân và Lạc Minh Thành sẽ rơi vào chồng của ngươi như vậy à? Chuyện đó là đương nhiên. Không như thế, thì ngươi cho rằng vì sao ta lại thả cho đôi cẩu nam nữ, phóng đãng đó ba tháng chứ? Chính là vì ta muốn tạo ra cảm giác giả, để Lê Vân Vân tưởng đã giành được Lạc Minh Thành 100% rồi, sau đó cô ta sẽ không biết thân biết phận nữa, cô ta sẽ coi những người phụ nữ giành giật đàn ông với mình là tiểu tam, do đó muốn đuổi họ đi đến không thể đợi được. Cái này gọi là đắc ý quên đi dáng vẻ vốn có của bản thân. Còn Lạc Minh Thành, lúc thấy vợ mình bá vai bá cổ với đám đàn ông khác, vì bảo vệ tôn nghiêm thảm hại của đàn ông, tất nhiên anh ta sẽ tìm hiểu cho ra ngô ra khoai. Thật ra nếu nói về chiến thắng cuộc chiến tâm lý không phải bàn về thủ đoạn, mà là nắm bắt tâm tư của đối phương. Còn thiếu một bước nữa, chỉ còn một bước nữa là chúng ta có thể kết thúc công việc trở về thần khống cục rồi. Tại nhà Lạc Minh Thành, sau khi trở về liền thấy đơn ly hôn cô để ở trên bàn, hắn vội vàng cầm lấy nó, "Không, bà xã." Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại gọi nhưng những gì nhận được là giọng nói của tổng đài. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, không, không được, bà xã. Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Nửa tháng sau, Lạc Minh Thành trở nên tiểu tụy, nhếch nhác, ngôi nhà không có bàn tay của Lam Anh cũng trở nên bừa bộn. Trong khoảng thời gian đó hắn luôn gọi cho cô, nhưng tất cả đều xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau sau đó người ngợm luộm thuộm, say xỉn bước cao bước thấp chạy khắp nơi tìm cô ấy. Bà xã, rốt cuộc em đang ở đâu? Trong lúc loạn choạng đụng chúng người đi đường, rồi ngã nhào xuống đất. Này, anh đi đường không có mắt hả? Xin lỗi, tôi đang đi tìm vợ tôi. Hả? Anh điên à? Xem anh chán nản thành bộ dạng gì rồi. Mà còn có vợ. Rồi bị người đó đạp cho một cái. Thật xui xẻo. Cút đi. Tại bờ biển Bali, thấy mễ tu xuất hiện cô nói thấy Lạc Minh Thành ngày ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, ta rất an tâm. Ngươi cũng đừng quên, tâm nguyện của người cầu xin thần Phật là chỉ mong người giúp đánh đuổi tiểu tam đấy nhé, đâu có bảo ngươi ly hôn với Lạc Minh Thành, nếu ngươi làm thế này, rất có thể sẽ dẫn đến thất bại trong nhiệm vụ. Ta luôn nhớ rõ tâm nguyện của người cầu xin là gì, nếu không phải vì cô ấy, ta đã chừng trị đôi cẩu nam nữ kia rồi, tội gì phải bày mưu nhiều như vậy chứ? Ta chỉ đang giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật đưa tới Tây Phương thôi. Chỉ là một lần bất trung, trăm lần bất dung nếu bài học lần này không cho lạc minh thành ghi lòng tạc dạ một chút đoán chừng là lần sau đứng trước cám rỗ người đàn ông đó lại bị mê hoặc như cũ thôi dù sao ngoại tình không gây ra hậu quả gì quá lớn thì đàn ông đều vui sướng làm phải không ta muốn lạc minh thành biết rõ một khi đàn ông ngoại tình sẽ phải trải cái giá vô cùng nghiêm trọng không phải là ngươi lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi đánh anh ta đấy chứ hứ thì cũng là đáng đời đồ cha nam đó dù sao nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành rồi căn bản ta không cần dùng đến thần lực lần thứ ba đâu nha như ý, như ý lắng nghe tâm ý của ta, biến thành thư ký của Lạc Minh Thành nào. Ngay sau đó thư ký của Lạc Minh Thành bước vào, Lạc Tổng, có tin tốt, tôi có một người bạn, hôm qua ở bãi biển Bali nhìn thấy một người rất giống vợ ngài đây ạ. À. Cái gì? Thật không thế? Nhanh, nhanh giúp tôi đặt vé đến Bali chuyến sớm nhất. Vâng ạ, à, rất nhanh Lạc Minh Thành đã hạ cánh xuống Bali, trên tay cầm theo một bó bông hồng rực rỡ. Hồi hộp đi thẳng tới vị trí của cô. Bà xã, sao anh lại đến đây? Đến đưa đơn ly hôn cho tôi à? Không không phải, anh đến để tìm em mà bà xã, cả đời này anh sẽ không ký lên đơn ly hôn đâu. Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa thôi. Bà xã, anh thật sự đã biết lỗi rồi, 8 năm, chúng ta đã ở bên nhau 8 năm, cả ngày lẫn đêm em đều ở bên anh. Lúc đó anh hoàn toàn không nhận ra tầm quan trọng của em, cho nên mới ngu ngốc u mê làm ra chuyện có lỗi với em. Và sau khi em bỏ đi, anh mới phát hiện một ngày không có em, cuộc sống của anh đều như mớ hỗn độn, nhà không giống nhà. Người không ra người, thậm chí ngay cả vớ anh cũng mang nhầm màu. Cho đến tận thời khắc này, anh mới biết, đối với anh, đối với gia đình này mà nói, em quan trọng đến thế nào. Ngay lúc này, anh xin dùng tính mạng của mình để thề với em, nếu sau này anh làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với em, anh sẽ bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây. Bà xã, xin em hãy cho anh một cơ hội nữa đi." Lạc Minh Thành trên tay cầm nhẫn kim cương, quỳ gối xuống, cộng với màng bắn pháo hoa lộng lộn nói, "Chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu nhé, được không?" Vừa dứt lời thì có một nghệ sĩ kéo khúc nhạc du dương, những người ở gần đó cũng súng tụng lại cổ vũ lấy anh ấy đi lấy anh ấy đi anh đang làm gì vậy minh thanh đeo chiếc nhẫn lên tay cô nói năm năm trước vì muốn tiết kiệm tiền cho anh em chỉ chọn một cái nhẫn giả giá năm tệ bán ở ven đường và lấy anh khi đó anh đã tự nhủ với mình nhất định phải mang hạnh phúc đến cho em bà xã đây là nhẫn cưới anh đã nợ em cũng là lời cầu hôn anh nợ em kiếp này có em bầu bạn cả quãng đời còn lại anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi xin em chỉ giáo nhiều hơn nhé sau đó cả hai cùng nhau trở về Bà xã, ngồi máy bay lâu như vậy em có mệt không? Quay về anh đấm bóp cho em nhé. Ừm, Lam Anh hậm hực. Kỳ lạ, không phải tâm nguyện của người cầu xin đã hoàn thành rồi à? Tại sao hiện tại mình không cách nào rời khỏi cơ thể của người khẩn cầu? Câu trả lời lập tức xuất hiện, Lê Vân Vân từ trong nhà mở cửa bước ra. Minh Thành, sao cô lại ở đây? Lam Anh cũng tự hỏi, chết tiệt, sao Lê Vân Vân lại ở đây? Mẹ của Minh Thành bước ra nói, là mẹ đã gọi con bé tới. Mẹ? Sao mẹ cũng đến đây? Bà ta cười tít mắt nói, Vân Vân đã mang thai con của con, thế nên mẹ mới đến đây. Cái gì? Có, có thai. Đúng vậy, các con định giải quyết chuyện này thế nào đây? Lam Anh lạnh lùng rời đi, chuyện này dù sao cũng liên quan đến huyết mạch của Lạc gia, tôi không tiện tham gia. Bà xã, bà xã. Minh Thành, Lam Anh nói đúng lắm, chuyện này liên quan đến huyết mạch của Lạc gia, hay là con nghĩ xem giải quyết chuyện này thế nào trước đi. Sau khi rời đi Lam Anh lại chút giận lên Mễ Tu, mẹ nó chứ. Vậy mà đồ chết tiệt đó lại mang theo Cứu binh, tức chết ta rồi mà. Nếu ngươi tức giận như vậy thì bóp chết Lê Vân Vân đi, bóp cổ ta làm gì? Nếu ta có thể giết nhân vật mục tiêu, thì ta đã diệt nàng ta từ lâu rồi, cần gì phải giữ nàng ta lại để diễu võ dương oai với ta chứ? Mẹ kiếp! Đồ bà tám! Hại ta lỡ giờ hoàn hồn về gặp tôn thượng mất rồi. Cô chấp tay nhìn lên trời, hức hức. Tôn thượng! Tôn thượng! Ta nhớ ngài quá đi thôi. Được lắm, Lê Vân Vân, người ép ta phải quyết tâm giải quyết triệt để ngươi phải không? Vậy thì đừng trách ta độc ác nhé. Mễ tu, cung cấp cho ta tư liệu của lão bà kia. Yên tâm đi, muốn bao nhiêu phần đồ ăn cho mèo ta đều cho hết, chỉ cần có thể lập tức giải quyết Lê Vân Vân, về thần khống cục gặp Tôn thượng đại nhân là được. Có được điều kiện ưng ý mễ tu lập tức phát ra. La Mỹ Phượng, 54 tuổi, vẫn luôn sinh sống ở nông thôn, từ lúc còn trẻ đã mất chồng, một thân một mình nuôi con trai khôn lớn, đặt kỳ vọng rất lớn với con trai, đối với chuyện nối dõi tâm đường lại càng đặc biệt coi trọng. Lúc trước nghe nói người cầu xin bị sẩy thai, cũng mất luôn năng lực sinh sản, đã gọi điện cho con trai dự định sẽ ly hôn cưới người khác. Ngoài ra Lạc Minh Thành còn là một đứa con trai bảo bối vô cùng hiếu thảo với mẹ. Lam Anh nghe vậy liền ngồi sụp xuống ghế, toi rồi toi rồi, toi thật rồi. Lạc Minh Thành đó là một phượng hoàng nam thì cũng thôi đi, lại còn là một bảo nam hiếu thảo với mẹ, đệt. Vậy không phải ta chỉ còn cách từ bỏ nhường lại cho Lê Vân Vân thôi sao? Tại phòng của một khách sạn, cô đang lầm bầm. Hiện tại bảo nam đó chắc chắn đang mắc kẹt giữa mẹ anh ta và Lê Vân Vân nhỉ? Sao người cầu xin lại cứ phải tìm một con trai cưng của mẹ làm chồng chứ? Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở thì thấy lạc minh thành tay kéo theo vali tới bà xã sao sao anh lại đến đây mau như vậy mẹ đâu còn hành lý này là thế nào vậy không cần để ý đến mẹ anh đâu anh sẽ dọn ra ngoài ở bà ấy thích cháu trai như vậy thì để bà ấy ôm lê vân vân sống cùng nhau luôn đi đúng là được mở mang tầm mắt cô nghĩ vãi không phải nói hắn là một con trai cũng rất hiểu thảo với mẹ sao bây giờ đang làm gì đây cải cách rồi à khởi nghĩa chống lại chắc nhưng mà mặc kệ bọn họ chẳng lẽ trơ mắt nhìn lê vân vân sinh con già à? vậy không phải chuyện này càng khó giải quyết hơn sao minh thành anh cứ bỏ đi một nước như thế này có phải có chút vô trách nhiệm không trách nhiệm anh chịu trách nhiệm với lê vân vân vậy ai sẽ chịu trách nhiệm với em anh hiểu mẹ anh hơn em nhiều bà ấy coi cháu trai quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này nếu anh không đi chắc chắn bà ấy sẽ dùng chiêu một khóc hai làm loạn bà thắt cổ để ép anh phải cưới lê vân vân vậy ý của anh là bất luận có thế nào cũng không cưới lê vân vân sao cho dù mẹ có dùng cái chết để uy hiếp cũng không à đúng vậy từng có lúc mẹ anh là người phụ nữ quan trọng nhất với anh trên thế giới này nhưng còn bây giờ sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy em đã vượt qua mọi thứ trong lòng anh từ lâu rồi huống hồ chuyện này bắt đầu từ anh không nên để em phải chịu uất ức được còn mẹ của anh lại càng không có quyền thao túng hôn nhân và tình yêu của anh cô cảm động nghĩ xem ra trải qua mấy chuyện đó lạc minh thành đã nhận định lại cuộc hôn nhân của anh ta và người cầu xin rồi ông xã hoạn nạn mới thấy chân tình nếu anh đã không từ bỏ thì em cũng không từ bỏ đâu bà xã chuyện này anh cứ yên tâm giao cho em xử lý nhé có thể lấy em là vợ là may mắn của anh sáng hôm sau tại lạc gia mẹ lạc minh thành sửng sốt khi lê vân vân để nhà cửa bừa bộn chỉ biết chăm chút bản thân vân vân à con nhìn xem trong nhà bừa bộn như vậy sao con không dọn dẹp trước đây lúc lam anh còn ở nhà này lần nào bác đến nhà cửa cũng sạch sẽ gọn gàng cả biết dọn nhà thì có gì hay đâu chứ không phải là vẫn không sinh được con à yêu quý cô ta đến như vậy thì đi tìm cô ta đi con nói gì cơ không ạ à, con chỉ đang bực mình vì màu sơn móng tay này khó coi quá thôi bác gái bác nói đúng lắm ạ à, nhưng mà không phải con đang có thai nên cơ thể bất tiện sao à cơ thể không tiện cơ thể không tiện hồi trước lúc bác mang thai minh thành vẫn phải đi làm ruộng như thường đấy thôi đâu thấy có gì không tiện con gái trong thành phố đúng là yếu ớt mà nghe mẹ minh thành lào bào cô khó chịu ra mặt lúc nào cũng nói về mình phiền chết đi được có điều bây giờ bà ấy là chỗ dựa duy nhất của mình bác gái ba ngày nay minh thành không về nhà gọi điện anh ấy cũng không nghe máy anh ấy không cần chúng ta nữa rồi à nó dám bác là mẹ ruột của nó nó dám vì vợ mà ngay cả mẹ cũng không cần chắc bà ta đập trổi xuống bàn cái bột. không phải nó không về nhà à được chúng ta tới thẳng công ty tìm nó đi à được ạ à. à ta nghĩ thời điểm này mình mà đến bấm lấy lạc minh thành chắc chắn sẽ bị ghét bỏ nhưng mẹ ruột đến thì lại không như vậy sự háo hức của cô ta lập tức dập tắt khi mẹ minh thành dẫn cô ta đi bằng xe buýt chúng ta mà lại phải chen chúc trên xe buýt sao ạ? Đừng đứng đó làm nhảm nữa mau lên xe nào. Còn không mau chen lên cùng bác đi. Một lát sau, tại công ty Minh Thành, ả à ta than thở mệt chết mất thôi, cũng 800 năm rồi con không chen chúc trên xe buýt công cộng. Sao con lại yếu ớt đến vậy chứ? Nhân viên lễ tân hỏi, xin chào, xin hỏi bác cần giúp đỡ gì sao ạ? Bà ta đập dầm vào bàn, tôi đến tìm con trai tôi là Lạc Minh Thành. Xin lỗi gì, Lạc Tổng của bọn cháu không có ở đây ạ. Anh ấy đi công tác Nam Phi vào hôm kia rồi. Gì chứ, con trai tôi đi công tác sao lại không nói với tôi khi nào thì nó về chuyện này bọn cháu cũng không biết không biết ông chủ các ngươi đi bao lâu mới về mà cô cũng không biết sao cô làm nhân viên kiểu gì thế hả bác gái bác đừng tức giận rõ ràng là minh thành đang tránh mặt chúng ta bác còn chưa hiểu sao ạ cái gì người con trai bác quan tâm nhất chính là bà mẹ này của nó nó hiếu thảo như vậy sao có thể trốn tránh bác được chứ phải 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 điều minh thành quan tâm nhất chắc chắn là bác nhưng bác cũng đừng quên không phải còn có lam anh kia sao đảm bảo là mấy ngày qua Lam Anh đã thì thầm không ít lời bên gối với Minh Thành, còn nói nhiều câu không hay về bác, nên bây giờ Minh Thành mới tránh mặt chúng ta đấy. Con vừa mới nhắn tin cho đồng nghiệp trước đây, đã hỏi ra được địa chỉ của Lam Anh, chúng ta cầu xin cô ấy để cô ấy bảo Minh Thành quay về nhé. Bà ta nổi giận, cầu xin, nó là cái thá gì mà bác phải đi xin nó. Đi, dẫn bác đến gặp nó. À ta nghĩ, mặc dù lần này vô hụt lạc Minh Thành, nhưng nếu có thể dựa vào cây đao là mẹ chồng tương lai này đánh đuổi Lam Anh, cũng coi như trong cái rủi có cái may rồi đi được một lát à ta réo, bác gái, trời nắng to thế này bác bảo con dẫn bác đi, quần áo con ướt đẫm cả rồi. Cam giam cái gì? Bác cũng đâu có kêu nóng, làm việc chính quan trọng hơn. Sau một hồi lê lết cuối cùng cũng đến được nơi làm Anh ở. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bà ta vừa vào đã ngó đông ngó tây. Ha, cô đúng là biết hưởng thụ thật đấy, vậy mà lại ở hẳn khách sạn, đắt đỏ lắm phải không? Mẹ, con không phải là vì bị buộc làm vậy sao ạ? Buộc phải làm vậy? Thế trong nhà không có chỗ cho cô, hay là không cho cô ở vậy? thế mà lại chạy đến ở nơi cao cấp này, tiền là do con trai tôi trả phải không? Lam anh tức tối nghĩ, nếu không phải vì bà làm ầm ĩ lên như thế này, thì tội gì ta phải ở khách sạn chứ? Đã về thần không cục ân ái với tôn thượng nhà ta từ lâu rồi không phải à? Lam Anh, thật sự không phải tôi nói xấu gì cô, nhưng từ lúc cô tốt nghiệp vẫn quen được con trai tôi nuôi sống trong nhung lụa, bộ con trai tôi kiếm tiền dễ lắm hả? Bà ta không hề biết người cầu xin có công việc, hơn nữa tiền lương không ít, sau khi kết hôn, cũng chính Lạc Minh Thành đã yêu cầu người cầu xin từ chức ở nhà, an tâm chăm sóc nhà cửa. Chịu được cách tiêu xài này của cô sao? Cô không thương chồng cô, thì người làm mẹ như tôi đây cũng thấy đau lòng cho con trai đấy. Theo tôi thấy, hay là cô mau chóng rời khỏi Minh Thành đi, nhà tôi không nuôi nổi người không làm việc chỉ biết hưởng thụ như cô đâu. Cô nghĩ, nếu như người cầu xin thật sự hoang phí như thế, thì trong nhà đâu có gọn gàng ngăn nắp như vậy? Kết quả trong mắt mẹ chồng người cầu xin lại là một đứa con dâu chỉ biết dùng tiền hưởng lạc thôi à? cô nói mẹ tiền ở khách sạn này là do con trả mẹ không cần thấy đau lòng đâu cô trả cô lấy đâu ra tiền theo như lời mẹ nói con ly hôn với minh thành vậy thì anh ấy phải chia cho con một nửa tài sản chút tiền khách sạn này con trả không nổi à nghe tới việc chia tài sản bà ta giật mình cái gì chuyện này thấy bà ta đang đắng đo trà xanh vội lên tiếng bác gái dựa vào khả năng của minh thành cho dù chia nửa tài sản thì vài năm nữa cũng kiếm lại được thôi huống hồ không phải bác còn có một đứa cháu trai chưa ra đời sao tương lai anh ấy còn dài, vẫn có thể kiếm tiền cho bác dưỡng lão mà. Bà ta cau mày, tuy rằng câu này rất có lý, nhưng tiền con trai mình vất vả kiếm được, dựa vào đâu phải chia cho người khác. Bà ta liền thay đổi thái độ. Lam anh này, con và Minh Thành cũng ở bên nhau được 8 năm, rồi nhỉ. Khoan đề cập đến nó đối xử với con thế nào, chỉ riêng việc nó không để con dãi nắng dầm xương, chỉ điểm ấy thì mẹ tin là nó đã khá hơn rất nhiều người rồi. Lam anh nhìn bà ta khó chịu, không để người cầu xin phải dãi nắng dầm xương thì đã là đàn ông tốt. Đực cười. Tại sao bà không nói đến chuyện người cầu xin đã bỏ ra bao nhiêu vì ngôi nhà này? Đương nhiên mẹ, cũng rất hy vọng hai con có thể sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc trọn đời. Nhưng cha Minh Thành mất sớm, Minh Thành lại là chính đời đơn truyền trong nhà. Con thì lại không thể sinh con, không lẽ con muốn nhà mình trở thành trò cười với người trong thôn sao? Đến khi mẹ chết, mẹ biết ăn nói thế nào với cha của Minh Thành đây? Hu hu đúng là trò đùa mà. Mới vừa rồi còn hùng hồ dọa người, vừa nghe phải chia gia sản đã trở thành quả phụ đáng thương rồi à? Mẹ thật có lỗi với cha của Minh Thành. Hú hú hú. cô đưa bà ta một cái khăn mẹ mẹ đừng buồn trước đây con đã từng đưa đơn ly hôn cho minh thành nhưng anh ấy không chịu ký vấn đề lúc này không phải con không chịu ly hôn với minh thành mà là minh thành không chịu bỏ con bà ta nghe vậy liền khựng lại một lúc rồi quay sang nói vân vân chúng ta về bà ta vừa quay lưng đi làm anh nói với Mễ tu người cầu xin này sao lại gặp phải bà mẹ chồng cổ lỗ sĩ không phân biệt phải trái thế này chứ con trai bà ta ngoại tình toàn bộ quá trình lại không một câu xin lỗi trái lại còn trách ta Đúng là quá đáng mà. Vở kịch hôm nay Lê Vân Vân không thể tránh khỏi rồi. Đúng, không phải cô ta sốt ruột đi tìm cái chết sao? Vậy ta sẽ cho cô ta kết thúc hoàn toàn luôn, bắt đầu nào. Sau khi ra ngoài bà ta nói, Lam Anh đó ngay cả trứng cũng không sinh được, sao có thể khiến Minh Thành say mê đến thế được chứ? Chắc là con không đủ xuất sắc chăng? Vân Vân, con đừng nói vậy, chỉ dựa vào việc con có thể sinh con thì đã hơn Lam gấp mấy lần rồi. Con cứ yên tâm sinh đứa bé này ra đã rồi nói sau. Lam Anh lượng lở bên trên cười khẩy, ha 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 sinh ra rồi nói sau. Nếu sinh ra rồi mà Minh Thành không chấp nhận, thì cô ta cũng chỉ là mẹ đơn thân thôi. Mang theo một đứa con ghẻ bên người, sau này còn lấy chồng được sao? À ta quay sang nói, bác gái, con yêu Minh Thành, đương nhiên cũng đồng ý sinh con cho Thành. Nhưng còn cha mẹ con, sẽ không chấp nhận việc con chưa kết hôn mà có con đâu. Đến tận bây giờ con vẫn không dám nói cho họ biết việc con đã có thai, nếu không chắc chắn họ sẽ bắt con phải phá thai mất. Bà ta nghe vậy liền hốt hoảng, á, đừng mà, đừng nói cho họ biết. Đợi có thời gian bác sẽ gọi Lam Anh về nhà, giữ cô ta lại chắc chắn minh thành cũng sẽ về theo chỉ cần minh thành quay về cho dù bác có chết cũng phải bắt minh thành ly hôn rồi cưới con dạ có câu này của bác con yên tâm rồi nói rồi cô chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi nói bác gái con khát nước quá con đến cửa hàng mua chai nước bác có uống không trong nhà không có nước chắc nửa tiếng nữa là về đến nhà rồi con nhịn một chút không được à tốn tiền như thế làm gì cho dù con không uống thì con con cũng phải uống mà bà ta thở dài đi 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 đúng là không chịu nổi người thành phố bọn con mà lúc này trong cửa hàng ông chủ cho tôi một chai soda bất ngờ từ phía sau có người ôm chầm lấy cô ta anh ta là do thổ địa biến thành cục cưng ôi anh là ai thả tôi ra cục cưng lạc Minh Thành đâu có ở đây em giả vờ với anh làm gì á à, đừng đụng vào tôi anh còn không buông ra tôi báo cảnh sát đấy em sao vậy giả vờ không biết anh à lạc Minh Thành đã nhận đứa bé này rồi sao em có lừa được tiền từ chỗ anh ta không anh nói gì thế tôi nghe không hiểu gì cả vân vân, chuyện gì thế này? À ta lắc đầu liên tục, bác, bác gái, con cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Thổ địa gãi đầu nói, chắc bác đây là mẹ của Lạc Tổng phải không? Ôi cha, cháu, cháu là đồng hương của vân vân, đang đùa cô ấy chút thôi, bác đừng để ý nhé. Anh đi trước nha. Bà ta co mày, cậu trai trẻ vừa rồi là đồng hương của con à? Con, con cũng không quen biết anh ta. Thật không? Nếu không quen biết, sao cậu ta lại biết tên của con? Lại còn biết tên con trai bác? Bác gái, thật sự con không biết gì cả rồi 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 bác cũng không có ý gì đâu chỉ là hiếu kỳ nên hỏi chút thôi con đừng khóc mang thai mà buồn bã không tốt cho thai nhi đâu vâng ạ một lát sau sao hả diễn được chứ không tệ tuyệt lắm thế được rồi ta quay về ngủ tiếp đây thổ địa này bảo làm chính sự e là làm không nổi nhưng nếu bảo hắn làm lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành thì lại làm tốt hơn bất kỳ ai nếu không phải vì ta vội về thần khống cục đúng là cũng muốn ở chỗ hắn chơi vài ba năm đến lúc đó chỉ sợ ta chưa động tay. Thì Lê Vân Vân này cũng bị bà mẹ chồng điêu ngoa này hành hạ đến phát điên rồi. Một tuần sau, Lam Anh ạ, à, con cứ luôn ở khách sạn cũng buồn phải không? Hôm nay về nhà ăn cơm đi nhé, mẹ muốn nói chuyện tâm sự với con. Mễ Tu nói, úi trà, mẹ chồng ném cành ô lưu đến rồi kìa. Ô lưu gì chứ, bà ta chỉ muốn lợi dụng ta, để con trai bà ta mau chóng về nhà thôi. Chẳng qua là cơ hội của ta cũng đến rồi. Sau đó như lời mời của bà ta, Lam Anh đã về lại căn nhà đó. À, Lam Anh đến rồi à, mau vào phòng khách ngồi đi, bữa trưa còn chút nữa là ăn được rồi. Mặc cho mẹ của Minh Thành lục đục nấu cơm, thì trà xanh vẫn ung dung ngồi xem điện thoại. Lam Anh cũng vào bếp, mẹ, để con phụ mẹ nấu cơm. Bà ta cười. Chuyện này ha ha, mẹ luôn nói con rất hiểu chuyện mà. Thấy bà ấy xoa xoa vai cô hỏi, mẹ, có phải bệnh phong thấp của mẹ lại tái phát rồi không? Không sao, không sao, dạo này là mùa mưa, thêm nữa thời gian này hơi mệt mỏi, nên phong thấp mới tái phát, nghỉ một chút sẽ đỡ thôi. Mẹ, trước đây con đã nói với mẹ rồi, Chuyện thế này không to cũng không nhỏ, mẹ đừng coi thường. Thế này đi. Mẹ về phòng bôi thuốc, rồi nghỉ ngơi chút đi, bữa cơm này để, con nấu cho. Vừa nói cô vừa tháo tạp dề của bà ta ra. Rồi mặc vào người mình, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày con sẽ ghé về một chuyến, nấu xong ba bữa cho mẹ rồi con lại về. Cái này, nói xong bà ta liếc mắt nhìn sang Lê Vân Vân, đang rỉnh càng ngồi trên ghế. Bà nói nhỏ với cô, con lấy bánh bao hấp lên là được, không cần trông coi đâu, con vào phòng giúp mẹ bôi thuốc đi. Dạ được sau đó cả hai cùng vào phòng lê vân vân nhìn thấy liền tò mò rồi rình mò tới chửa nghe lén bà ta nói anh à mặc dù tuổi mẹ đã cao nhưng chưa già đến lú lẫn ai tốt ai xấu mẹ vẫn phân biệt được khoảng thời gian này mỗi lần yêu cầu lê vân vân làm việc gì cô ta đều lấy cái thai làm lý do khước từ điển hình là hết ăn lại nằm chưa kể lúc nào cũng thấy nhân viên chuyển phát đưa đồ đến chất đầy nhà có thể thấy được cô ta rất thích xài tiền nhà ai có thể chấp nhận được đứa con dâu đức hạnh thế này chứ nhưng mà trong ba tội bất hiếu thì không có con là tội lớn nhất con và Minh Thành sau này không thể có con, đừng nói là mẹ không thể ăn nói với tổ tiên lạc gia. Ngay cả sau này Minh Thành già đi, cũng khó ăn nói với cha của nó mà, đúng không? Dạ mẹ, con hiểu. Mắt bà ta sáng rỡ, anh à, con thấy thế này có được không? Chúng ta cứ để người phụ nữ Lê Vân Vân kia ổn định trước đã, đợi cô ta sinh con rồi, mẹ sẽ đuổi cô ta đi. Đến lúc đó con và Minh Thành không cần ly hôn nữa, lạc gia cũng có cháu rồi, tất cả đều được giải quyết. Bà ta vỗ đuổi cái chát, con thấy chú ý này thế nào? Làm anh đơn người. Bà già này không phải muốn ta khen ngợi chủ ý ngu xuẩn này đấy chứ. Cho dù ta thật sự đồng ý để Lạc Minh Thành, nuôi con của người phụ nữ khác, Lê Vân Vân sẽ đồng ý chắc. Bà già này còn ích kỷ thêm được nữa không? Chỉ cần bà ta thấy dễ chịu, là hoàn toàn không cần để ý đến cảm nhận của người khác à. Mẹ càng nghĩ càng thấy ổn đấy. Lúc này Lê Vân Vân đứng ngoài nghe thấy liền chột dạ, cô ta đẩy cửa xông vào, dầm. Bác gái, nồi. Nồi hấp sôi rồi ạ. Ờ, để bác đi xem thử. Ha, nhìn vẻ mặt này của cô, Chắc là đã nghe lén được lời vừa rồi lão bà đó nói rồi hả? Giết gà lấy trứng đấy ha. Vậy thì sao? Bộ cô nghĩ bà già đó thật lòng nghĩ cho cô à? Trong lòng bà ta chỉ có đứa con trai và đứa cháu chưa ra đời này thôi. Nhưng còn cô ở trong lòng bà ta lúc này thì đúng thật là hơi tệ đấy ha. Không, cô sai rồi. Chỉ cần tôi còn nắm giữ được đứa nhỏ này một ngày, nắm giữ huyết mạch của Lạc gia, thì cô không thể thắng được tôi đâu. Nói rồi cô ta tự ngã xuống cái mịch. Á, à, lão bà nghe thấy thì liền chạy vào, chuyện gì xảy ra thế? thấy Lê Vân Vân ôm bụng nằm dưới đất bà ta lo lắng. Ôi trời ơi cháu trai của tôi. Cháu của bác không sao chứ. Bác gái, con không sao, chỉ xảy chân ngã thôi, sẽ không có gì đáng ngại đâu. Con nữa đấy, sao không cẩn thận như thế hả? Bước đi trên đất thôi chứ có phải đấu vật đâu. Chuyện đó, bác gái, thật ra không phải con đi không cẩn thận. Mà tại chị anh vừa dùng chân ngáng chân con, mới làm con ngã đấy ạ. Bà ta trợn tròn mắt, cái gì? Lam anh, tôi không ngờ cô lại độc ác như thế. Bản thân mình không sinh được con thì thôi đi, còn không chịu để người khác sinh con cho thành sao? Chát, có phải cô nhất định muốn lạc ra chúng tôi, tuyệt tử tuyệt tôn mới hài lòng không hả? Cô ôm mặt nghĩ, bà già này lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Quả nhiên, giống như Lê Vân Vân nói, trong lòng bà già ích kỷ này chỉ có con trai và cháu trai của bà ta. Người khác trong mắt bà ta chẳng qua chỉ là thứ đồ nhỏ bé không có giá trị. Cô phản bác, phải, tôi ác độc. Tôi không thể nhìn người khác sinh con cho mình thành được. Thân là một người vợ, có mấy ai có thể chấp nhận chồng mình có con với người khác chứ? Hơn nữa mấy ai có thể chấp nhận chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác đâu chứ. Hay là vì chồng mất sớm, nên mẹ không thể hiểu được cảm giác bị người khác san sẻ tình yêu của chồng. Nếu năm đó mẹ sinh một đứa con gái, bây giờ con gái mẹ rơi vào tình cảnh giống như con, mẹ sẽ vui vẻ tiếp nhận, cảm thấy mọi chuyện đều là chuyện đương nhiên chứ. Hay sẽ cầm phẫn sụp sôi, chạy đi dạy dỗ lạc minh thành. Con cũng là do cha mẹ nuôi lớn, tại sao cứ nhất định phải chấp nhận chuyện người phụ nữ khác mang thai con của chồng mình. Lẽ nào con không chấp nhận thì là độc ác à? Vậy thì con tình nguyện là một người phụ nữ độc ác. Bà ta lắp bắp. Phải. Mẹ biết con cũng không dễ chịu gì. Nhưng, nhưng, nhưng đó cũng đâu phải lý do con làm hại đến con của Minh Thành. Mẹ, con nói thật cho mẹ biết. Đừng nói con không làm hại đứa bé này, cho dù con làm hại thì đã làm sao. Dù sao, đứa con mà cô ta mang cũng đâu phải của Minh Thành. Cô ta đứng phát dậy, cô đang đứng đó nói linh tinh gì vậy? Đứa con trong bụng tôi không phải của Minh Thành, thì có thể của ai được chứ? Lam Anh lấy ra một sấp tài liệu, lúc con mang thai 3 tháng, vì công việc, Minh Thành đã phải đến chi nhánh của công ty để kiểm tra hoạt động của dây chuyền sản xuất công ty chi nhánh. Lúc đấy vì công nhân thao tác sai, dẫn đến rõ rỉ khí độc. Bác sĩ nói vì lúc đó Minh Thành hít phải khí độc nên ảnh hưởng đến chất lượng sống của tinh trùng. Bởi vì lúc đấy con đã có thai nên bọn con không xem chuyện này là chuyện gì to lớn, nhưng vào lúc Lê Vân Vân nói cô ta mang thai, con đã thấy kỳ lạ và để mắt đến, lấy tinh trùng của Minh Thành đến bệnh viện kiểm tra lại. Bây giờ có báo cáo kết quả kiểm tra để chứng minh tỷ lệ sống sót của tinh trùng Minh Thành là không. Thế thì tôi đành phải hiếu kỳ, hơn nửa năm trước Minh Thành đã không còn khả năng sinh sản. Vậy đứa con chưa được 4 tháng này của cô, ở đâu mà ra thế? Cô ta hốt hoảng, không thể nào, không thể nào. Nhất định là bản báo cáo này có vấn đề. Đứa bé này chắc chắn là của Minh Thành, chắc chắn phải mà. Cô xem cho kỹ đi, phía trên còn có con dấu của bệnh viện đấy. Cô ta quay sang, bác, bác gái, bác phải tin con. Chát, mày bảo tao phải tin mày thế nào đây? nếu không sai thì người đàn ông xuất hiện ở cửa hàng hôm bữa mới là cha của đứa bé phải không hôm đó bác gái hôm đó con đã nói với bác rồi mà con thật sự không quen người đàn ông kia không quen không quen mới là lạ đó người đàn ông đó vừa nghe tao là mẹ minh thành đã sợ hãi chạy mất chứng tỏ là tật giật mình lê vân vân đồ tiện nhân này lại dám hợp mưu lừa tiền con trai tao cút mau mày cút ra ngoài cho tao không phải vậy đâu bác gái thật sự không phải mà con chưa từng nghĩ sẽ lừa tiền của minh thành bà ta lành lùng đẩy ả à ta ra ngoài. Lam Anh, đuổi con nhỏ này ra ngoài cho mẹ. Lam Anh nắm lấy tay cô ta, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Bác gái, đứa bé trong bụng con thật sự là của Minh Thành mà. Là thật đây ạ. Ra tới cửa Lam Anh thẳng tay hất cô ta về phía cầu thang. Kết quả cô ta mất thế ngã xuống, san tô mấy vòng trên bậc cầu thang rồi mới tiếp đất. Cú ngã khá mạnh làm cái thai của cô bị ảnh hưởng. Cô ta nằm trên vũng máu đau đớn, đưa tay cầu cứu Lam Anh. Cứu, cứu tôi với. Mau gọi 120 đi ánh mắt lạnh như băng ha cứu cô cô không cảm thấy cảnh tượng này hình như rất quen sao có còn nhớ trước đó khi tôi đang mang thai cô đã ném điện thoại của tôi đi không ôi chà nói đến cũng thấy thật thần kỳ nửa năm trước cô xông vào nhà tôi hại tôi xảy thai còn không thể có con được nữa và nửa năm sau cô ở trước cửa nhà tôi cũng xảy ra chuyện và cảm nhận được sự thống khổ của tôi lúc đó cô nói xem đây có phải là báo ứng không nhỉ chỉ có điều tôi ở trong nhà của người đàn ông mình cảm nhận tất cả những chuyện này còn cô ngay cả cửa cũng không vào được trung quy cũng là câu nói đó gà rừng không thể bay lên cành cây làm phượng hoàng được nói rồi lam anh quay người vào nhà đóng dầm cửa lại vào trong nhà thì thấy mẹ minh thành đang ôm mặt khóc lóc mẹ chuyện nối dõi tâm đường tất nhiên quan trọng nhưng nếu như đứa bé đó cần phải vợ con ly tán gà chó không yên đổi lấy vậy cái gọi là nối dõi tâm đường còn quan trọng sao con biết mẹ vất vả nuôi lớn minh thành không dễ dàng gì mẹ mệt nhọc cả đời hao tâm cả đời cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi nếu mẹ thật sự thích cháu đến như vậy bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển con và minh thành cố gắng sinh một đứa cho mẹ nhé mẹ yên tâm tương lai của mẹ sẽ do con và minh thành gánh vác chỉ cần mẹ có thể vui vẻ mỗi ngày bà ta nắm lấy tay cô khóc con gái à mẹ và minh thành có lỗi với con cô mỉm cười lão phu nhân ích kỷ cổ hủ này coi như tỉnh táo được một lần rồi về lê vân vân cũng được bác sĩ thông báo thưa cô rất tiếc phải thông báo với cô bởi vì cô được cấp cứu quá trễ dẫn đến việc thai nhi lưu lại trong người cô quá lâu nên đứa bé không giữ được. Sau này cô cũng không còn mang thai được nữa. Sau khi nghe bác sĩ nói, cô ta ôm mặt khóc, liên tục nói: "Không, không." Lam Anh bước vào, cuối cùng cũng cảm nhận được đau khổ của tôi lúc đó rồi chứ. Những người cùng phòng thấy Lam Anh vào thì xì xầm. "Cô gái này là ai vậy? Xinh đẹp quá. Là người nhà của cô ấy à?" Lê Vân Vân chỉ tay vào Lam Anh nói. "Cô đến đây làm gì? Tất cả là tại cô, tôi mới rơi vào tình cảnh thế này. Cô đi ra ngoài cho tôi." đi ra cô quyến rũ chồng tôi còn mang thai con của anh ấy bây giờ rơi vào kết cục này không phải rất thỏa đáng sao ồ thì ra cô gái này là tiểu tam à vậy thì đúng là đáng đời tiểu tam phá hoại gia đình của người khác đều đáng chết à phải rồi quên nói cho cô biết làm anh bước lại nói nhỏ người đàn ông xuất hiện trước quầy bán nước là người của tôi đấy và báo cáo minh thành không thể có con cũng là giả luôn cô ta hét lên tôi biết ngay mà tôi biết ngay là con đàn bà độc ác này dở trò mà tôi phải nói chuyện này cho minh thành biết Ha, cô lấy cái gì để nói? Không phải bây giờ đã không còn bằng chứng rồi à? Lê Vân Vân tức tối, cô. Lam Anh vui vẻ, được rồi, cô dưỡng cơ thể cho khỏe đi nhé. Ngoài ra, tôi còn có một món quà muốn tặng cho cô đấy. Bố mẹ ruột của cô ta từ ngoài cửa chạy vào, Vân Vân. Con gái tôi đâu? Vân Vân, sao con lại nhập viện thế? Bà, mẹ sao? Sao hai người lại đến đây? Lam Anh lễ phép nói, thưa chú, thưa gì, con gái hai người mang thai con của chồng con, nhưng đã bất hạnh xảy thai, hai người chăm sóc cô ấy đi ạ. Ông bố nghe vậy suýt chút thì nhồi máu mà chết. Cái gì? Ông ơi, ông không sao chứ? Bốp! Cái đồ không biết xấu hổ này, vậy mà lại chạy đi làm tiểu tam của người ta. Tao đánh chết mày. Đúng là mày làm mất hết mặt mũi của Lê Gia nhà tao rồi. Ơ ờ, con sai rồi. Con biết lỗi rồi. Ba đừng đánh con nữa. Nhìn cảnh gia đình họ xào xáo, làm anh cười khoái chí. Trừng trị xong Lê Vân Vân rồi. Tiếp theo là tên cha nam Lạc Minh Thành. Lúc này ở một cửa hàng nọ, Lạc Nam Thành đang chỉ tay năm ngón bộ này và cả bộ này nữa gói lại hết cho tôi hôm nay bà xã tổ chức sinh nhật mình mua những món quà này chắc là cô ấy sẽ cảm động lắm đây lấy cả cái nhẫn kim cương này cho tôi đang đợi tính tiền thì lê vân vân liên tục nhắn tin minh thành cứu em với xin anh cứu em với không có anh em chết mất hắn cau mày con đàn bà phiền phức này rồi phản hồi tôi đã quay về quỹ đạo đúng rồi lê vân vân chúng ta đừng gặp lại nhau nữa Tin nhắn vừa gửi đi, hắn cho luôn số của ả ta vào danh sách đen. Ra khỏi cửa hàng Minh Thành hào hứng gọi điện thoại Lâm Anh. Bà xã, bây giờ em ở đâu? Hôm nay em tổ chức sinh nhật, anh đã chuẩn bị bất ngờ cho em đấy. Ồ, em đang chúc mừng sinh nhật với bạn. Qua màn hình hắn thấy được. Nào, anh baby, hôm nay là sinh nhật em, chúng ta uống một trận đã đời đi. Phải đó, uống thoải mái đi. Thấy xung quanh cô toàn các hot boy hắn vội vàng hỏi, bà xã em đang ở đâu? Bây giờ anh sẽ lập tức qua tìm em em ở nhà hàng tây phía sau công ty anh đó được anh đến ngay hắn vội vàng tay xách nách mang chạy đến chỗ cô trên đường đi liền không để ý đến đèn giao thông đã bật đến đèn đỏ hắn cứ thế đi qua kết quả đối đầu với xe tải hạng nặng và sau đó tất nhiên là bị xe hất văn rồi lúc này lam anh cũng đã thoát ly ra khỏi cơ thể người cầu xin ta đã giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện đuổi tiểu tam đi rồi bây giờ ngươi và chồng ngươi sẽ mãi mãi được ở bên nhau cảm ơn ạ thứ kia đâu chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn trước đây của tôi và minh thành mặc dù chỉ có năm tệ nhưng mà đây là tình yêu chân thành nhất của minh thành đối với tôi hãy hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mà ta đã tạo ra cho ngươi đi một thời gian sau minh thành hôm nay em nấu toàn món anh thích này minh thành mau ra ăn cơm đi thật là em gọi anh cả buổi trời rồi mà còn chưa chịu ra nữa xem ra muốn em đích thân mời anh phải không đúng là hết cách với anh mà vừa nói cô vừa vào đẩy xe lăng ra nhìn xem mấy món này em làm vì anh đấy thấy thế nào lạc minh thành sau tai nạn lần trước đã tàn phế thần chí cũng không còn được bình thường Minh Thành, anh bây giờ đã không thể rời xa em nữa rồi. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé. Các bạn cảm thấy kết cục của thế giới này thế nào ạ? À? Riêng tôi thì sợ nha, ha ha ha. Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé và đừng quên ấn chuông thông báo để đón xem video tiếp theo cũng như là đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mọi nha.